chứ. Đấy, mẹ vô rồi. Từ từ lượm đồ đi hít đất. Bạn phải ra tên ăn, chẳng hạn bạn tên ăn ra tên ăn đồ tể thì bạn sẽ ném xúc sắc một con đồ tể để bạn kiếm một con đồ tể 2 sao hoặc ném xúc sắc vào tiên phong. Giờ tự nhiên bạn ném xúc sắc vào Moana xong giờ nó ra 950 tên ăn thì sao? Ném xúc sắc vào Moana rồi nó ra 950 mẹ tên ăn đồ tể hay sao? Rồi có phải vớt con mò không? Rồi có phải bán Moana đi đưa Seiyuani quỷ thư không? Bởi vậy hồi nãy mới mới thủ Seiyu Aegis đấy, biết đâu nó ra 950 là Olaf đồ tể hay sao? Thì ông còn xoay được. Đúng không? Tức là ra tên ăn là tên em xúc sắc. Đéo ra tên ăn luôn à. Toàn tên ăn đau phủ thôi. Vô cực xây ra đau phủ. Ngon ngon cái củ tức này chứ ngon. Chả hiểu. Vô cực để làm gì bạn? Bạn biết cái hệ đau phủ để làm gì không? Bạn có biết cái hệ đao phủ để làm cái gì không mà bạn kêu vô cực? Vô cực cho say da vẫn ngon. Ngon chỗ nào? Giải thích cái chỗ ngon giùm tôi cái. Hệ đao phủ là nó chỉ thí dụ bạn đánh 4 đao phủ, 99% máu là bạn tự chí mạng. Cái vô cực nó chỉ nâng tỷ lệ chí mạng lên 100% thì có khác mẹ gì cái hệ đao phủ đâu. Nhưng mà nó còn đéo crit phép cơ. Thì cầm cái vô cực làm gì? Đéo tác dụng luôn. Coi như là đéo có tác dụng luôn á. Thực tế là nó không có một tí tác dụng gì luôn đó bạn ạ. Để bạn kêu ngon. Ngon cái méo gì thế? Alo ngon. Ngon gì bạn? What the fuck ngon? Ngon chỗ nào nói nghe chơi. Thì đấy. Thì đó, vậy mới nói. Đáng ép vô cực thì trừ khi là bạn có thêm cái crit phép. Mà đã xài vô cực crit phép thì cũng đã cần mẹ gì đau phủ 100% chí mạng mẹ rồi. Đau phủ làm gì? Rõ ràng luôn. Rồi, Kata ngon. Vậy đi, win trick cũng được nha. Nếu còn biết. Để con rồng đấy. Có thần tài sơn. Thôi mà yêu ngài lắm đừng cáu nữa. Khổ ghê. Như thằng cứ kêu ngon. Đéo giải thích được cái ngon. Thì đấy, nó thả nó ra tên ăn sớm đi. Mà bạn mà phải hiểu này. Mình mà không ghép đồ thì mình không lên được 8. Không đép nổi lên 8. Nhiều khi chưa kịp lên 8 chết luôn. Mà đéo lên 8 thì làm sao mà nhìn được mặt con tên ăn đau phủ đúng không? Mà mình ghép đồ rồi thì nó mới ra. Mà mình nói thiệt luôn đấy, tôi mà không ghép đồ đao phổ ghép đồ ta lao mà nó đéo ra tôi là đâu thiệt, nó không có ra đâu bạn. Bạn không ghép đồ nó đéo ra, bạn ghép đồ vô nó mới ra. Tài xả xuôi ngài, bạn ghép đồ nó mới ra 100% mà 10 ván như một tôi lạ gì nữa. Chơi nhiều tôi biết, tôi đẻ ra nó mà tôi biết chứ. Tôi đẻ ra nó luôn mà, trở lại tôi không biết. Bốn trăm mấy à? 489 đúng không? Hay 499? 498 à? Hay 489? Không nhớ nữa. Đấy. Tại sao phải đánh Lusik? Tại sao là phải đánh Lusik? Đánh Lusik là đéo comeback được à? Sao là phải đánh Lusik nhở? Mẹ up level sớm sớm lên. Đấy, Chinamea này. Đơm nó. Tại sao là phải đánh Lu?
mà tưởng một mình bạn đánh thần tài, một mình bạn yếu ấy. Ôi đánh Lucid nhiều lần thì cứ 3-4 round là bị phá à bạn, giờ đánh thần tài khó. Lại cơ bạc. Đánh Win Chick nó lợi hơn, khi nào thua rồi bắt đầu mình bỏ bài yếu vô sau. Đầu game Win Chick kiếm tiền nó vẫn lợi hơn chứ. Ôi gặp thằng này chắc thua rồi, thằng này khỏe quá. À, tên anh tiên phong mà 4 tiên phong luôn. 4 tiên phong thêm Nautilus 2 luôn mà. Lấy cái gì mà thắng. Hai chấm ba chín đam mê rồi lên 6.9 đam mê 1 rồi ở đấy mà top vào top, toàn mấy cái thằng cứ thấy con 4 tiền cái xong cứ vào top, vào top dễ vào top lắm. Ừ cứ ra sớm đi xong 1 đến chết rồi vào top nha. Ra sớm xong nó 1 sao đến chết lúc đấy ui rồi ra chín đam mê sớm mà không vào được top, vào con kẹt chứ vào. Bỏ con đấu sĩ này đi được không? Xài con Javan đi. Thôi chịu thua làm gì kệ. Cần thắng cũng được. Hết cái gì phải thua. Thắng cũng được mà thua cũng được. Đáng thua đó. Dễ thua mà. Kêu ra tin ăn sớm là sẽ vào top. Hai cái top 8 mà nay không dễ chuyển thế. Qua PUBG à ngài. Dễ quá rồi đấy. À thế tua đấy. Bài nó mặt quá. Lên sàn thôi. Đấy. Ông muốn thua thì dễ thôi. Làm như cứ đánh như vậy là cứ đánh như vậy là được Lucic thì đấy tới đây cũng Lucic thôi. Bài ông có nhiều đó để ông cũng thua rồi. Sớm muộn thì cũng thua mà. Bây giờ cái con Pai, cái con Pai nữa là có đồ tể với lại sát thủ. Cái con Pai. Bài thì mẹ ra được con chim đam mê mày. Đồ thì chưa có. Sao nó kìa, ui dồi ôi ra được con chim đam mê sớm như vậy mà đánh đeo out top nữa thì bố mày quỳ nhá. Nghe nó dễ nhờ. Đây lên vào Nam, ông cứ lên vào Nam tôi phải cho ông con chim đam mê đánh vào top hộ tôi cái. Nghe dễ thật đấy. Vòng tay. Từ đã. Xong ra. Nghe cái này ngon quá. Ngon máu quá. Thiệt nghe, chơi game nghe dễ thật đấy. Quy luật comeback nào. Quy luật là cứ ra chi đam mê tin ăn sớm là vào top. Rồi ôi dễ thế. Dễ vãi là luôn. Rồi tí lên chép. Tí lên chép kiếm một bài nữa. Là ổn.
rồi. Vô cực làm gì? Xin em mê bàn tay cung lý với lại thôi. Rất tinh thần chứ. Con rất tinh thần khó chơi lắm. Bây giờ muốn nổ hũ là cũng được nè. Bây giờ muốn nổ hũ cũng được. Mình lên chết với con này vào là nổ hũ. Nhưng mà thôi mình chưa muốn nổ hũ lắm. Thêm 1-2 round nữa đi. Lỡ rồi. Lỡ 4 round rồi. Từ từ. Lỡ 4 round rồi thì để từ từ. Đang đi hai nổ không lên chết nổ hộ ông ơi. Trời ơi. Dễ nổ quá. Ui ngon. Đấy, từ từ. Bán này nó bằng chiến tướng cũng được nhá. Con này đi. Nổ đi ra Neko lên 92 là mẹ sát phạt cho nó luôn này. Game tỷ lệ chưa? 2% ra 29. Nói rồi, đỏ chó ăn tết. Tí đéo cần làm gì trong 952 luôn này. Đéo cần làm gì trong 92 này. Thì mình đã nói rồi, tỷ lệ mà. Nó thích đấy thì bạn đéo cần roll nó cũng lên 2. Nó không thích đấy thì bạn có 50 tiền hoặc là 100 tiền nó đéo lên 2 đâu. Đéo là một con luôn đấy. Game tỷ lệ mà. Rồi, bây giờ lên chết là được rồi này. Lên thích thì lên lần 2 chết cũng được rồi nổ. Chinamay này dễ nổ. Cung săn trước nhá. Cung không? Không có cung. Không có cung thì lấy giáp trước. Cho nó giáp thiên thần. Giáp thiên thần thì cung săn nữa là đẹp. Cung săn đi, tại vì có tiên phong bí ẩn này. Ván này có tiên phong bí ẩn nên chim cung săn. Phai rồi này. Bay rồi này. Cho Nayali ra thì được 3 chiến tướng ấy. Nhưng mà là không có song đấu. Song đấu vẫn ngon. Thôi kệ, cái gì logic thêm round nữa cũng được. Thôi lên 2 chết làm gì, cứ từ từ thôi. Ông gặp thằng nào yếu yếu thì ông nổ luôn. Xui mà. Bài này ghép quỷ thư chi từ từ. Rồi 7 round rồi nha. Như ý mấy ông rồi đấy. 7 round rồi đấy. Như ý mấy bạn này nha, 7 round đấy. Được chưa? Nãy tôi chết nên ném Nali vào là tôi win rồi đấy. Nhưng mà mấy ông muốn kêu là hũ 7 ngon hơn ở đây, tôi cho hũ 7 luôn. Rồi, nổ rồi đó. Nổ 100% luôn. Mm-hmm.
Sẽ có biến chiến tướng ấy. Không, khi nào ra tên ăn chiến tướng thì biến. Hai con Neko. Sở quên. Lee Sin. Azir. Thủ này cũng hơi tệ. Trời má, tên ăn thần tài á. Tao đâu có điên. Sở quên nữa. Để phát lấy hết. Russell seems hungry today. Đồ này nuôi thì được thêm con Olaf nữa các bạn ạ, lên 8 rồi, sau lên 8 rồi nhé. Đồ này nuôi thêm con Olaf ấy. Đó, tại sao bên đây có 9-2? Mẹ máu có nhiều, bài mặt mà. Tại sao bên đây có 9-2 nhở? Mẹ, hai Neko được âm mưu 3 sao luôn đi chứ. Tại sao là phải Neko con 9-2? Hai Neko cũng âm mưu 3 sao luôn chứ, ông chơi có 2 sao rồi. Giang hồ xem ra cái gì không? Đấy! Người ta âm mưu là người ta âm mưu 3 sao. Mấy ông ạ? Người ta âm mưu lần là người ta âm mưu 3 sao luôn. Chơi mà chơi âm mưu 2 sao. Thôi, nơi cô gì từ từ. Mà từ từ. Vội cái gì? Let me at him. Never crossing him. Tí con này thay bằng Samira là đẹp nhỉ. On này. Đánh 6 đồ tể hay đánh 3 ta? Ủa gì vậy? Má chạy bộ kìa. À thắng được thằng này. Sáu đồ tể hay đánh ba đồ tể ta? Thêm con Samira nữa là đẹp. Samira thay Darius, dồn đồ Samira nữa là ping. Tôi đóng con chim này dê ke này. Tôi đóng cho con chim này dê ke các bạn. Dê ke khăn hoặc là dê ke vô cực luôn. Vô cực dê ke luôn. Đóng cho con chim này vô cực dê ke luôn anh em. Để mình giữ thời gian mình lên 9-3. Đánh 9-3 này mình đánh 4 xong đấu luôn. 3 đồ tể, 3 chiến tướng, 2 thiện xạ. Đấy, Samira này. Samira là bỏ con này đi.
từ. Còn con chim. Battle time. Nhiều đồ thế. Hút đồ, hút đồ. Đéo có hút đồ, có đúc đồ à? Samira là cầm Zeke là đủ rồi. Chắc vứt on cho đúc đồ à nhỉ? Vứt on cho đúc đồ không ta? Thang con chim đổi cút. Trời ơi, tôi thích. Lâu mới nuôi được mà bạn. À, ông này đang cầm chim này. Hai con nữa. Thích bạn. Ở đây chúng tôi thích thế. Không cần con này đúc đồ không ta? Không cần, bố mày rôn. Đi hai này. À, kiếm 93 có vẻ chua quá nhở. Chua quá nhở. Đáng lý là xài con on vào ấy, nếu mình xin ba thì xài con on vào rồi đấy. Nhưng mà đang tập trung kiếm các bạn ơi, khó. Tí cái khăn đưa lại con Samira, Samira cầm cái Zeke ngon lắm nhá. Tại vì cái nội tại của con này nhảy là theo phần trăm máu này. 10% máu một lần nhảy này. Cái này vừa là BF vừa là tốc đánh này. Vừa có đam vừa có tốc đánh này, lên Samira 2 nữa là đam to. Rồi tí đưa cái khăn cho nó luôn. Giờ Chiname cầm khăn chứ. Giờ ra cái giáp nó cũng được, làm Solari. Không có rồi này. Đốt cái gì đây này. Đi xin vọng âm cũng được. Má kiếm 192 khó thế. Rồi nha, từ từ làm con Yoneo không cần đâu nhỉ. Bắn Java này anh em. Chớp một đồ à? Hay đi xin vọng âm là một con nữa. Chết cụ chúng mày. Má thằng này nó 8 tiên phong à? 6 tiên phong à? Bắt Yone và đi bỏ vào xem. Bỏ nó có thằng nào nhốt không ta? On này. Battle time. Ra cho bạn ạ, nhớ ra cho bạn ạ. Cày thế. Đi xin vọng âm không ta? Hay là đợi? Đợi tân nhặt đồ luôn nha. Chặt chết mợ. Talon ảo thế. Mẹ. Anh em thấy Talon nhà người ta chưa? Talon nhà người ta lạy luôn. Talon nhà người ta ảo thế.
vãi đái. Ui, Samira luôn này. Tao lo như người ta ảo thế. Mình đợi lượm đồ ấy, mình lượm được đồ cùi thì mình đúc luôn hai món. Nếu mà nhận được hai nước mắt thì cũng được, hoặc nhận được cái này cho con này. Chinome tí có cần khăn không ta? Chinome tí có cần khăn không nhỉ? Cho nên 3 này. Một con nữa mới lên được 3. Thôi cho Samira khăn cũng được các bạn ạ. Mình cho Samira khăn cũng được. Nhẫn nhịn nãy giờ này để roll này. Cứ ping thôi, cứ ping. À, chiến tướng Samira luôn à. Thế thì 6 chiến tướng được luôn nha anh em ơi. Bây giờ là con này vô thêm một con chiến tướng, 5 chiến tướng lên chết 9 là 6 chiến tướng nha. Bắt thêm con Java nữa lên chết 9 6 chiến tướng. Chết. Tôi đúc cái khăn luôn bây giờ, đúc cả cái khăn luôn này. Russell seems hungry today. I am your worst nightmare. Đúc khăn luôn không? Đúc khăn với vọng âm luôn đi. Hay là khăn vọng âm cho Ly ta? Đợi luôn tới tuần quái các bạn ạ, 93 rồi. Xoắn gì? Bây giờ 4 chiến tướng đúng không? Thay con này mà có chiến tướng là 5, lên chết 9 là 6. Giờ để tiền lên 9, 93 thì ghê rồi. Lo gì. À, sút chết mẹ nó, đúng rồi. 9, chắc. Chắc. Chắc, 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 chắc. Chắc, lướt. Chắc. Ừ. Chắc chết mẹ nó. Mẹ tôi nhẫn nhịn nãy giờ đấy bạn ạ. À. Tôi nhẫn nhịn để tôi lên 93 đấy các bạn ạ. Sung sướng gì đâu. Gồng. Chơi game mùi gồng. Gồng vãi lên lên đi. Đấy, thằng này quẩy nó đấy. Con sét vãi. Rồi kiếm con Javan với lại một con chiến tướng ghẻ nào cũng được. Javan nó lại vi cũng được để đủ 6 chiến tướng cho nó kỳ. Hết kiếm này đây, đúc luôn nhá, đúc 3 đồ của con này luôn nhá, đúc 3 đồ luôn. Hết kiếm lần không cần, đúc phát 3 đồ luôn. Xem nó là cái gì. Thì không khăn hơi tù thật. Nhưng bạn cho nó cầm cái khăn lỡ nó đá khung săn hay nó đá gì ra hơi còn tù hơn bạn ạ. Giáp thiên thần đi, lâu lâu bị sốc sản đấy bạn ơi. Lâu lâu bị sốc đam sản đấy bạn ơi. Đây Kata đây này, một con này. Đây, đi đây này. Vút rồng quyền năng, vút bẫy ngon thế.
Vút rồng vút bẫy cho con này đi nhờ. Quyền năng thì tí chả biết cho ai. Cho ly vút rồng với tí lên ly 2 nó quẩy. Giày truyền chuộc tội quỷ thư bao xịn. Quyền năng cho đại Seiyu đi. Heo bắt làm gì? Lên chết vứt rồi. Bắt làm gì? Lên chết vứt hai con này vào vứt heo rồi. Kiếm một Javan ấy. Kiếm Javan ngon hơn để Vi lại trừ giáp cũng được. Quyền năng cho Ly luôn cũng được các bạn. Tí quyền năng mình cho Ly xin luôn. Xét vô này làm gì, ông có cung săn mà xét vô này làm gì. Đó, kẹt góc. Ây da, thua thằng này này các bạn này. Ui, thua luôn này, sợ chưa? Sợ xong đấu chưa? Nhờn đi, ông chưa phải là vô địch đâu. Mẹ con Lee Sin đồ ping quá nè. Nhờn đi. Nhờn đi. Nó đấm ông được kìa. Giỡn nè. 56 tiền đủ rồi. Đi xin quyền năng luôn đi. Nhờn đi. Đấy, bài chúng nó mặn lắm đây. Đùa đâu. Toàn quỷ không đây. Nào. Bạn 93 là bạn cũng mạnh đấy. Chết chi luôn mà. Ôi ôi. Chơi game cũng mẹ trứng dái đánh lô tô chứ ít đâu. Chơi game cũng trứng dái đánh lô tô lắm đấy. 93 chứ phải là vô địch đâu. Ui dồi ôi, ly hay nước mắt kìa, phí chưa. Thôi lấy cái Solari à. Diệt Solari giáp lửa. Mình cũng chưa có đốt máu đúng không. Lấy cái giáp lửa cho rác cũng được. Đằng nào cũng chưa có đốt máu. Để cho con Yasuo nó bớt hút máu đi. Kiếm con Javan các bạn. Kiếm con Javan thì ngon. Azion. Nếu được con Javan thì ngon. Kiếm Javan lấy hai hộ pháp. Samira cống hiến này, cống hiến chứ đâu có chơi được. Ai gặp ông này chắc đánh được. Thua luôn này. Ui, tí thua. Ôi ái đồ má, tí thua. Nhờn đâu. Đâu có giỡn được đâu các bạn. Xém thua. Kiếm con Java nó lấy hai hộ pháp. Xém thua đây, đéo đùa đâu. À, ông này mới mặn đây này, ông này mặn lắm.
Lee Sin đồ của thằng Lee Sin nó ngon quá. Đồ Lee Sin nó ngon quá này, Kalista hai diệt này nó phi nhanh chết lắm. Rồi thua rồi đó. Mày hư này. Đi rồi, cái thằng nguy hiểm nó đi rồi. Mày đổi góc đấy các bạn ạ. Không đổi góc là cút với nó rồi. Không đổi góc là cút rồi. Đây, đánh với thằng này được. Mẹ thằng quỷ đấy, con Kalista nó mạnh như chó ấy. Kalista nó hai diệt, nó phi có mấy cái cút mẹ luôn. May là đổi góc đấy, đổi góc mới thắng đấy. Ôi, sợ lên à. 93 còn 69 tướng, 4 xong đấu vào đột tẩy còn xém cút đấy. Đây, còn thêm 2 dây ke nữa đấy, mà chin chặt siêu nhanh còn xém cút đấy. Nhờ nè. Sao giờ kiếm con Javan khó quá nhỉ? Cái sinh con Javan đi, nãy giờ Samira cũng nhiều khi nó cũng gần 3 là cũng nên. Ôi, 3 con Javan luôn. Javan ra Javan thôi, đến cuối rồi. Ôi chết mẹ rồi, ngu rồi. Anh rồi, xếp nửa xếp để nó xoay lại Kalista cho mới ngon chứ. Ôi xếp 2 á. Rồi cũng thắng rồi. Cũng thắng rồi các bạn, thắng rồi. Cho Azir đẩy cũng ngon. Không vấn đề. Azir đẩy ngon quá. Đi. Ui cái gì bạn ơi, Azir cũng ngon mà. Azir hit cũng ngon. Thì Azir đẩy sao đâu. Rồi, cố tình xếp như vậy cho game nó khó đây. Em rất tiếc, chị nó về kêu chúng mày cũng mạnh. Mà chính tính ra cái lobby nó kinh vãi lên, nó chứ nó yếu đâu bạn ơi. Con Yasuo, con Kalista, con Lee Sin, con thằng này nhìn sợ quá. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi.